mân côi thắp sáng tin yêu rạng ngời như ngọn đuốc. Mân côi thắp sáng linh đạo của Đức Cha Tổ Phụ. Mân côi với những con người hiện diện trên thế giới. Mân côi dấu ấn cuộc đời tôi dám đâu bao giờ quên. Có một hội dòng mang tên Chuỗi Ngọc Vàng Kim, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sự hiện. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, trong sách Khải Huyền, ta thấy tước hiệu Chiên Thiên Chúa dành cho Đức Giêsu được dùng 28 lần, trong đó nhấn mạnh con Thiên Chúa ngự trên ngai vương quyền là đấng chiến thắng sự chết bằng sự vinh quang phục sinh. Con chiên được ca ngợi: Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai lớn tiếng hô: Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tước hiệu Chiên Thiên Chúa gợi lên ba hình ảnh sống động về ơn cứu độ của các con chiên thời cựu ước. Chúa Giêsu là con chiên cứu độ, máu người đổ ra trên thập tự trở thành giá chuộc muôn người, giống như máu con chiên được bôi trên thành cửa đã cứu các con trai đầu lòng của dân Do Thái khỏi bị hủy diệt trong ngày vượt qua. Chúa Giêsu chính là con chiên gánh tội và xóa tội trần gian khi chịu hiến tế trên bàn thờ thập giá để đền thay cho tội lỗi chúng ta, giống như con chiên thanh sạch phải gánh tội và xóa tội cho toàn dân trong lễ xá tội của đạo Do Thái. Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh vinh quang để ban ơn cứu độ cho nhân loại như sách Khải Huyền đã ghi nhận. Chúa Giêsu có nhiều tước hiệu như ánh sáng trần gian, mục tử nhân lành, bánh hằng sống, nhưng trong thánh lễ giáo hội đã dùng tước hiệu Chiên Thiên Chúa trong phần hiệp lễ lời Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Quả thế, Đức Giêsu Nazareth là chính Thiên Chúa và là Chiên Thiên Chúa thật, đấng đã từ nơi Thiên Chúa Cha. Ngài chính là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Biến cố xuất hiện công khai của Chúa Giêsu như mở đầu cho một thời đại mới đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nhân loại và cả thế giới này. Gioan Tẩy Giả cho thấy
Lúc đó mặc dù ông đang là tâm điểm thu hút nhiều người đến với ông, nhưng khi nhìn thấy Chúa Giê-xu xuất hiện, thì Gioan nhận ra rằng nhiệm vụ của ông đã vào hồi kết. Ông nhường bước và long trọng giới thiệu Chúa Giê-xu cho dân chúng. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Với lời giới thiệu này, thì người Do Thái nào cũng nghĩ ngay đến hình ảnh ngày lễ xá tội. Vị thượng tế phải đại diện cho dân chúng, đặt tay trên đầu một con chiên trước đền thờ Chúa để xưng thú tất cả tội lỗi của dân, và con chiên ấy trở thành con chiên gánh tội cho dân. Gioan đã tuyên xưng niềm tin của mình khi nhận Ngài là đấng có trước ông, là đấng hiện hữu từ muôn đời, nay xuất hiện giữa loài người và mang lấy tất cả sự giới hạn của con người. Gioan đã nhớ lại mấy ngày trước đây, Ngài đến xin ông làm phép rửa, và khi ra khỏi nước thì trời mở ra, và thần khí của Thiên Chúa tựa như chim bồ câu đậu xuống trên người. Gioan cũng cho biết chính đấng sai ông làm phép rửa đã cho ông một dấu chỉ: người thấy thần khí ngự xuống trên ai thì đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần, và Chúa Giê-xu chính là đấng ấy, và những ai tin và lãnh nhận phép rửa bởi Chúa Giê-xu cũng sẽ đón nhận được thần khí của Ngài. Mỗi khi tham dự thánh lễ, người Kitô hữu được nghe lời mời gọi: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc ấy được cảm nếm khi người Kitô hữu tham dự thánh lễ và đón rước mình Thánh Chúa. Như con chiên đã chịu sát tế với trọn tình yêu tự hiến, người Kitô hữu cũng được mời gọi trao hiến cuộc đời cho tha nhân.